Ok, xin chào mọi người. Thì hai cái máy mà Sony nghe nhạc A35 mà combo với thẻ 128 đã bán hết rồi mọi người, bán hết vào sáng sớm nay rồi. Đó thì mình giới thiệu sơ lại cho mọi người xem cái nội dung cái toàn bộ những nhạc mà 128 GB có thể chứa được nha mọi người. Thì toàn bộ những cái này là file lossless hết nha mọi người. Nhạc FLAC và nhạc WAV. Đó mọi người xem, đang là file FLAC của DVV. Thì nói chung 128 GB thì nó rơi vào, mọi người xem nè, cái phần dưới này, mình click vào, phải thấy không? Mọi người phóng to coi nha. Thì nó rơi vào, ở đây mình chép được 172 album mọi người. Nó tùy thuộc vào cái nội dung mà mình chọn thôi. Tại vì có nhiều file là nhạc FLAC 24 bit và 48 thì nó sẽ dung lượng nó cao hơn đó, nên là nó rơi vào tầm 170 tới hơn 200 album đó. Thì một album nó rơi vào tầm 10 bài hát thì nó khoảng chứa khoảng mọi người thấy là tầm 1.700 bài, 1.700 bài hát á đó. Đó thì nghe thoải mái luôn rồi. Thì ở đây mọi người có thể lựa chọn cái nhạc hoặc là cái ca sĩ mình thích rồi mình chép vào cho mọi người nha. Toàn bộ là nhạc FLAC hết, mọi người thấy không? File FLAC hết. File FLAC hết, mọi người xem cho rõ. Hoặc là nếu mà những cái nhạc cũ xưa thì nó chưa có FLAC thì sẽ là WAV mọi người, nhưng mà đa phần mình sẽ chép nhạc FLAC. Ở đây thì khách yêu cầu mình chép nhạc Phương Phương Thảo, rồi nhạc Đan Trường, Lam Trường, rồi những ca sĩ trẻ mới đó, nên là mình ưu tiên mình chép cho khách thêm một vài những cái album như nhạc tình bolero, nhạc mới mới để cho khách nghe cho nó. Rồi mình cũng có chép kèm vào một vài cái album hòa tấu rất là hay, hòa tấu đàn tranh, hòa tấu guitar, hòa tấu không lời, một số gì thêm vào. Thì những cái này mọi người, cái máy này nè, nó có kèm cái cáp, nên là mọi người về nếu mọi người muốn thay đổi nhạc thì mọi người có thể cắm vào laptop và mọi người chép thay đổi nha, không có vấn đề gì khó khăn trong việc mà thay đổi nhạc cả đó. Nên là như mình nói là đầu tư một cái máy nghe nhạc thì để nghe thì nó rất là tiện, vừa nghe được với tai nghe, vừa nghe được với dàn âm thanh. Và cái này nó cũng có chức năng Bluetooth luôn nha mọi người, nên là mọi người có thể dùng Bluetooth nó để phát cho cái tai nghe Bluetooth của mình, hoặc là dàn âm thanh có Bluetooth cũng được, hoặc là nó cắm cái 3.5 thì nó sẽ hay hơn. 3.5 thì dưới đây mọi người thấy không? Đó. Ví dụ như mọi người muốn Bluetooth thì mọi người vô setting nè, mọi người vào cái Bluetooth nè, connect to audio device nè. Đó thì mọi người chọn cái add device pairing thì nó sẽ load coi có thiết bị nào đang có thể kết nối Bluetooth. Thì nó nếu mà cái tai nghe hay là cái dàn âm thanh Bluetooth nó mở thì nó sẽ hiện cái list này, thì mình chọn cái thì nó hỏi là mình có pair là không, thì mình chọn pair thì nó kết nối với mọi người. Con này có Bluetooth và có cả NFC nè mọi người. Đó cái NFC góc này nên là rất là tiện nha. Nghe nhạc con này chỉ nghe nhạc offline lên nên rất là hay, âm thanh nó sạch sẽ, nó không có những cái tiếng mà gọi như là tiếng ồn hay tiếng mà xào, tiếng gọi là noise, không có những cái tạp âm, tạo gọi là tạp âm nó lẫn vào. Đó thì bây giờ mình sẽ tháo cái thẻ này mình mới chép xong ra và mình bỏ vào máy này và nó sẽ hoạt động thôi. Rất là đơn giản. Ở đây mình chép được 172 album là 1.700 bài hát, thực chất 1.700 bài hát nghe rất là lâu mọi người, nghe cực kỳ lâu luôn á. Và nếu mọi người có nhu cầu mà mua cái máy này mà chép thẻ 256 hay là 512 mình cũng có luôn nha. Thì mọi người cứ nhân cái số lượng lên thôi, ví dụ như 128 thì tầm mình cho 150 album thôi, thì 256 nó sẽ là 300 album đó, và 512 nó là 600 album. 600 album là tương đương với 6.000 bài hát rồi, là nghe không hết luôn rồi. Đó, Phương Thảo mình cũng chép đầy đủ trong đây, những album Phương Thảo có hết đó. Ok, nhưng mà đợt này thì cái máy A35 này hết rồi, mình về được có hai cái với là hai cái ZX300 nghe cũng cực hay, và khách cũng đã chốt hết hai cái A35 và hai cái ZX300 rồi. Sắp tới thì mình sẽ cố gắng về thêm để mình nếu ai có nhu cầu mua về nghe thì mua. Ok, cảm ơn mọi người nha.